ăn đây mang về anh chay. À, chạy thẳng xuống nhà giùm em luôn. À, ở trong có chỗ gửi xe đàng hoàng luôn. À, trống trải luôn, có bàn ghế ngon lành. Ơi, từ từ, xe lớn, xe lớn. Bánh xèo luôn mấy chú bộ đội ơi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang địa chỉ 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình Hà Anh. Đó, khách tới luôn các bạn. Đây là bánh xèo 30k. À, giá bình thường là 30k các bạn. Các bạn ăn muốn ăn 40, 50, 60 thì ở trong bảng có menu, trong menu các bạn có giá các bạn. Có nước rồi, trà đá rồi, nước ngọt đầy đủ các bạn. À, quán mở cửa từ lúc 1 giờ trưa bán tới tầm khoảng 90 giờ tối các bạn. Bán mỗi ngày luôn. Ơi, mang cái luôn anh trai, một cái mang về luôn chị Hương ơi. Cái bình thường anh. Một cái bình thường luôn. À, cái này là không giá, không đậu xanh hả con? Dạ. Em đang quay là 1080 nhưng độ phân giải nó tới 5k lận. Mình quay lên 5k vẫn được. Dạ. 5k vẫn được. Dạ 5k vẫn được. Cái này là đang 1080 à. 1080 à. Dạ. Dạ, nét hả? Dạ. Cái máy này mình mua nhỏ xíu thì nó pin xài lâu không? Pin nếu mà cục pin của nó thì được tầm 1 tiếng à. Còn cái cây này là 2 tiếng. Em xài dự phòng á. Trong cái cây nó có dự phòng hả? À? Dạ đúng rồi, nó dự phòng. Em đang cầm lại cái pin dự trữ của nó. Bánh xèo luôn chú ơi. Dạ. Nó thuận tiện hơn cái điện thoại quá hả? Dạ đúng rồi, điện thoại cầm nó to, nó gồ ghề quá. Chứ bằng quay, có một số anh đi quay cái bị giật á. Dạ. Lúc em mới mua là nguyên bộ để đi quay luôn á, là hơn 30 triệu. Là vừa mít, vừa này hết ở nhà luôn, full luôn á, là ngon lành luôn á. Là hơn 30. Mà nó giống như điện thoại với anh, giống như nó ra đời này là cái này em đang xài mừ là mua 2 năm rồi. Rồi nó ra tới giờ 12 chuẩn bị ra 13 rồi. Nó càng ngày thì giá nó càng thấp xuống anh. Đây khách bên này nữa các bạn. Hello con trai. Đây khách mua bên này nữa các bạn. Đây cái này là 30k một cái nè, các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm. Dạ cảm ơn anh trai nhiều nha anh trai. Một cái bột không kìa chị Hương ơi. Ồ cái này lên khói quá trời luôn. Con có thấy cục thịt bên này mà nó bay qua bên kia chưa? Võ công cao lắm nữa mới bay qua được vậy á. Ủa vậy luôn hả? Hay vậy ta? Hên là nó bay vô chảo á. Nó bay ra ngoài là mất cục thịt rồi. Thank you.
trả về chỗ cũ. Ôi bột kìa con, bột kìa. Có hai cái đặc biệt 40 con trên nội. Bánh xèo luôn chú ơi, ăn đây mang về chú. Rồi giờ thẳng vô trong giùm con luôn. Của cô mấy bánh hả cô? Một cái mang về cho cô luôn. Rồi có luôn, lấy rau cho cô luôn chị Hương ơi. Bánh xèo luôn xe hơi ơi. Cứ dừng dừng lại tấp tấp xe vô mình. Thấy chưa, thấy chú Việt chưa, thấy chú Việt chưa. Xe hơi vô rồi các bạn. Để thử coi. Vô mua bánh xèo hay mua trái cây vậy. Mở cửa. Mở cửa. Chắc bánh xèo ha. Bấm tay à, chú gì bấm tay à, bánh xèo. Mua nước cam hay gì á. Không phải. Chưa giòn con nghe. Sao vậy? Chút xíu nó mới giòn mà. Bánh xèo da. Bánh bánh da. Mấy cái bánh da lần cô? Ba bánh da các bạn, được hai cái rồi. Ý da, hay quá ta. Bánh xèo. Ok không? Bánh xèo, bánh xèo. À. Mấy cái chú ơi. Hai cái mang về. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Đây các bạn có thể đi đến số 48, đi xe buýt tuyến số 48 đến đây ăn bánh xèo được nha các bạn. À, mình thấy xe buýt chạy tuyến số 48 chạy ngang đây rất là nhiều luôn. Cho bạch ớt luôn. Ông chủ nhỏ phải tiền. Ông chủ nhỏ chuẩn bị có gì? Ba mi này giờ còn lâu rồi. Ồ dữ dằn ta, rồi đánh với ai? Rồi con đánh với ai? Đánh một mình hả? Bạn hả? Ồ đã quá ta. Bữa nào mình đi lên sớm sớm mình ké coi. Ủa,
Hello. Rồi đi đánh được ngày nào chưa? Có đi đánh ngày nào chưa? Rồi dạ hả, đánh được không? Dễ đánh không? Bữa nào hà cho chú đánh ghé với nha. Ok. Bánh tôm, bánh tôm. Đây 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 chú cầm qua cho. Hay anh chờ xíu nha anh trai. Đây ngồi ghế đợi xíu. Thôi bánh xèo luôn anh ơi. Ba cái mang về luôn. Chạy lên đây ba lấy ghế ngồi cho đợi chút xíu anh trai. Rồi lên đó đi, cho chú thêm cái ghế nữa kìa. Đây. Đây lên ngồi nghỉ chút xíu là có bánh xèo ngay. Dạ. Bây giờ bánh hà bánh không kịp rồi các bạn ơi. Mấy cái luôn cô. À, chạy lên lề ngồi đợi giùm con chút xíu nha. Đang làm bánh nóng luôn. Dạ, đang làm luôn bánh nóng đó cô. Dạ. Cô có đi mua gì nữa không? Lạn một vòng đi mua đi rồi quay lại. À dạ. Không kịp rồi các bạn. Khách mua mang về quá trời không. Ăn đây mang về anh trai. Ăn đây chạy xe vô nhà giùm em luôn. À, ê cô ơi ve lại chút xíu cho anh chạy vô nhà giùm con. Hai cao thủ đứng năm chảo mà không kịp để phục vụ cho bà con mua mang về các bạn. Tại vì 2, 3, 4, 5 bên trong thì khách đang ngồi thì đủ rồi. Giờ là còn phần mang về là tới mười mấy cái rồi các bạn. Bên trong còn một bàn, chỉ còn một bàn các bạn. Ở bên mình là còn một bánh á chị, bên này còn một bánh luôn nè cô. Thank you.
cái bánh này mình làm mà ngoài có kiểu thêm một nước mắm nữa kìa anh dây. Dạ, dạ có rồi, có rồi. Dạ. Ủa chị bên này là có chưa ta? À có rồi chị, sắp xong rồi. Bánh xèo luôn chị ơi. Ồ văng quá trời. Ủa anh trai mày này là à, cái vàng này là có luôn nè anh trai. Có liền nguyên vàng này là ra luôn nè cô. Hả? Vụ gì vụ gì chú? Ủa anh Hà là về quê chưa ta? Ổng ở Bình Dương mà hình như nhà ở đây mà. Bữa à mày sớm thằng hay đi về quay bông đó. Đúng rồi mấy bữa nay làm bông tết cho mày. Bà nội mày tự lấy đi. Bà nội mày chạy lấy quả này không kịp luôn các bạn ơi. Dạ nó trả lời kìa, khách nó trả lời nó hỏi kìa. Bánh làm không kịp luôn các bạn. Giờ bà con ai tới trước rồi mình làm trước các bạn. Ý là hai cầu thủ đứng đổ luôn mà không kịp. Không chết là sao vậy? Đúng không? Cố gắng hết sức rồi. À, con thấy người ta bánh xèo mà người ta đổ cái có cái vòng tròn đổ hay quá ta. Đâu chú thiết kế cái đó chú làm ơi. Được. Cái quay quay á mờ chảo luôn á đúng rồi. Bếp ga hả? À. Có luôn anh trai. Lâu rồi chứ phải mới đây đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Là coi được hồi bánh xèo trên hình đó. Đúng rồi, chính xác luôn. Là bà đó là bà nằm mơ á, bà làm đó. Bà tính làm bánh giang chảo trên bà đó, mà bà làm bếp ga. Dạ đúng rồi, bếp ga. Để nó rảnh rồi lên trển á. À. Chế bằng bếp củi hả? Chế bằng bếp củi. Khó à. Mấy cái luôn anh. Một chồng cái luôn kìa. Thêm một cái nữa cho chú là đủ ba cái phải không anh? Rồi rồi. Một cái rồi đủ luôn rồi. Đúng rồi. Là 10 chảo, 10, 12 chảo gì lận. Giờ hay có cái chương trình từ thiện á chú, đổ là có cái đó đó. Cái bếp ga kêu là 10, 12 chảo. À. Thấy nè, xây nhẹ 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 ha. Tại vì bếp ga nó căng kịch. Nó theo cái lửa. Đúng rồi. Nó cũng không bị gườm gà ha. Nó sẽ không có bị cháy bánh luôn. Tại vì cái lửa đó mình chỉ chỉnh được. À.
cũ này là rất là khó chỉnh. À dạ. Có cây nào như bây giờ cái đợt cũ này nó mỏng nè. Thấy đưa vô nó táp ghê không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó không có đầm. Không có đầm. Còn cái kia là nó đều hết luôn phải không? Nên để cái này vô mấy cây cũ này mà thay chớn là bị khét liền ha. Táp liền. Nó táp. À, đó là kinh nghiệm của chú đi trước các bạn. Thôi vậy các bạn thấy mỗi lần mà chảo mới lên là chú với cô hay đứng để mà canh lửa, canh chảo. Dạ. Để cho nó đầm một cái đầm lửa hả? À. Dạ. Đợt cũ này là cây cũ nhỏ mà việc cái nha, không để cho cây cũ chặt. Dạ. Lá không chụm vô đều, thấy nó khác liền. Ở cây cũ đen. Bánh xèo luôn anh ơi. Cũ đen này không chụm vô nó khác liền. À. Không có giống nhau. Cũ này nó nhỏ, tám cũng tiền luôn, tám ghê. Dạ. Trong nhà còn mà đủ bánh chưa con, có thiếu gì không nha? Đủ rồi, đủ rồi. Hay luôn. Đây nè, chú Việt nè, à, bỏ vô túi. Ok, Thanh Kiều đã nhắc nhở. Đúng rồi, lửa nó hỗn. Lại là nó cộng vô cái gió nè. Cộng gió. À 60.000 thôi. 60.000 thôi nha con. À nước tính riêng. Còn bánh xèo là chỉ là 60 thôi. Đúng rồi, dính hai cái dành. Sao chú? À vậy hả? Hèn gì con thấy chú chiên đẹp quá trời kìa. À, chú chiên là không dính vành luôn các bạn. Quá đỉnh. Hai cái anh chạy. Hai cái mang về luôn. Rồi chạy lên lề luôn cho nó mát nè anh. À, cho dưới xe lớn mà. Rồi ok. Phần rau hai cái mang về luôn con gái ơi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.